Nếu mà người miền Bắc á, thì họ sẽ chọn chuối và hoa sung, tại vì với cái mong muốn của họ là sinh sôi nảy nở, tại vì chuối rất là nhiều trái đó. Còn ở trong miền Nam thì là cầu dừa đủ xài, cầu dừa đủ xài, cái mong ước rất là đơn giản, và một số trái cây giống như có ý nghĩa, tại vì ngôn ngữ người miền Nam phát âm không chuẩn, cho nên là chuối thì là sẽ là chuối, cho nên họ sẽ kiêng, họ kiêng cử cho những ngày đầu năm. Anh Hồng ơi, thì anh cho em hỏi là lúc mà mình mua trái cây thì mình nên lựa như thế nào để mình trưng được lâu hả anh? Tết á thì thường thường là cái dịp trưng bày nó hơi lâu, cho nên thứ nhất là mình sẽ chọn những trái cây tươi, còn cuốn nè, còn lá nè. Đó, dù là nghệ và chẳng hạn như kể cả dưa hấu hay tất cả này nọ thì các em nên chọn, và chọn những cái trái có thể để lâu được như dừa nè, bưởi nè, dưa hấu nè. Đó, rồi đu đủ cũng mau chín, mãng cầu cũng mau chín, dừa nè, thanh long cũng mau chín. Ví dụ như vậy thì nói chung là mình sẽ chọn những cái trái nào mình cảm giác là cái mình có thể để được một gần một tuần. Đó, sau đó mình sẽ hạ và mình sẽ thưởng thức. Dạ thưa thầy, con sống xa quê và con tìm hiểu về Tết Việt Nam và con thấy những mâm ngũ quả có những loài hoa ở trên. Và thầy có thể nào giải thích cho con tại sao có những loài hoa đó không? Cái này là hình thành ở phương Bắc thì nhiều hơn, vì hoa tượng trưng cho mặt hoa da phấn nè. Tờ hoa thì mỗi loài hoa có một cái hương thơm, cho nên là họ cũng mong muốn rằng là thơm, tho, đẹp đẽ và những điều tốt nhất. Cũng như vậy thì mình sẽ chọn những cái loại hoa là mỗi loài hoa nó có một cái thông điệp khác nhau. Nếu tùy theo cái mong muốn của cá nhân mình thì em sẽ chọn một loài hoa cắm. Đó, thì nếu ví dụ như mình cảm thấy là mình yêu hoa hồng, yêu hoa huệ, hoa cúc, hoa vàng thọ, hoặc là chẳng hạn như mình có thể chọn nhiều hoa, loại hoa nhiều cánh để cho tượng trưng cho sự sung túc, nảy nở, sinh sôi, rồi và nhiều cái khác, đó mới thông điệp khác nhau. Còn với Hùng thì và nhất là những người làm nghệ thuật như chúng mình nữa thì cần lắm những bông hoa, và chẳng hạn như những bông hoa là cái phần thưởng quý nhất của những người yêu mến mình, ủng hộ mình, họ tặng dành cho mình. Và Hùng thì Hùng cũng mong muốn rằng đây là cái lọc đầu năm ha, Hùng tặng các bạn sẽ cắm lên cái mâm ngũ quả. Mình thấy là như là ngày Tết mình thường trưng dạng thọ, đồng tiền, tức là cái do là cái tên của nó là do cái tên, do cái tên và cái số lượng cắm của nó. Vạn thọ là có nghĩa là nó sẽ được lâu bền và có một cái sự bền vững trường tồn, sự sung túc. Rồi các bạn cảm ơn.